Có bạn nào đang bán hàng ở trên Topshop á mà gặp trường hợp giống như các bạn này không? Có đơn hàng sắp xếp đơn hàng trong ngày luôn và ngày hôm sau giao đơn cho bên đơn vị vận chuyển nhưng mà vẫn dính cái tỷ lệ giao hàng muộn cao này, không biết lý do tại sao nhỉ? Nếu mà cái tỷ lệ giao hàng muộn của shop các bạn vượt quá 10% á thì shop các bạn sẽ bị giới hạn đơn nha. Và cái video này đang có chia sẻ cho các bạn cách đó làm sao cái shop các bạn sẽ không bao giờ dính cái này. Khi chúng ta có đơn hàng á thì đơn hàng chúng ta sẽ xuất hiện ở cái tab là đang chờ vận chuyển ở trên cái trang Seller Center á. Ở bên Top Top nói là thời gian sắp xếp đơn hàng là chúng ta sẽ có 3 ngày nhưng mà nó không tới đâu. Các bạn quan sát cái khung thời gian ở trên cái trang Seller Center thì nó chỉ có khoảng 30 mấy tiếng hoặc là 40 mấy tiếng thôi. Các bạn phải sắp xếp cái thời gian trước khi là cái khung thời gian này kết thúc nha. Như vậy nó mới hợp lại. Và sau khi các bạn sắp xếp xong thì đơn hàng các bạn phải nhảy sang cái tab là đang chờ lấy hàng. Và sau đó chúng ta sẽ chờ đơn vị vận chuyển vào lấy hàng thì nó cũng có khung thời gian để đơn vị vận chuyển sẽ lấy hàng á, nhưng mà lấy hàng xong á thì nó chưa hợp lại đâu. Đơn vị vận chuyển nó phải quét mã vạch của cái đơn hàng của bạn kìa, tại vì có nhiều đơn vị vận chuyển họ lấy hàng xong á thì họ để kho 1-2 ngày sau á họ quét thì nó vượt qua khung thời gian đang chờ lấy hàng. Như vậy rồi thì đơn thì cái shop của bạn nó vẫn bị tính để giao hàng muộn, cho nên là sau khi đơn vị vận chuyển lấy hàng rồi á thì bạn phải check xem là họ có quét hay không. Khi mà họ quét xong á thì cái đơn của bạn nó sẽ từ cái tab là đang chờ lấy hàng sang cái tab đang vận chuyển thì mới hợp lại nha, cho nên các bạn phải để ý cái này để bạn hối đơn vị vận chuyển quét cái đơn hàng của shop của bạn. Và đang có một nhóm Zalo là Home Tech Shop chuyên chia sẻ và cập nhật cho mọi người những cái thông tin mới nhất về TikTok và Tech Shop, và đang rất là hay làm live stream và những cái Zoom chia sẻ trực tiếp cho người trong đây á. Anh chị nào muốn vào á thì đang để cái đường link Zalo này ở comment đầu tiên của video này luôn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Xin chào nha.